Ngồi im nghe gió thổi sao hè, ngồi quanh bếp nghe mẹ kể chuyện hôm qua có người lấy chồng, lòng em thấp thỏm. Và những quý vị cũng biết là trong một tuần lễ vừa qua ở ngay tại Việt Nam hay là trong showbiz của chúng ta đã đón những tin buồn, đó là nữ ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng. Và sau khi đã làm lễ ngay tại Việt Nam thì ngày hôm nay chính thức tro cốt của nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ này và được tháp tùng bởi gia đình của nghệ sĩ Việt Hương và Hoài Phương. Và trong ít phút nữa thôi thì Khánh Hoàng cùng với các anh chị em nghệ sĩ sẽ đón tiếp hài cốt của nữ ca sĩ Phi Nhung cùng với Việt Hương và Hoài Phương sẽ đến tại miền Nam California. Ngày hôm nay là một ngày rất là trời rất đẹp. Sau những ngày trời u ám thì bây giờ chúng ta một lần nữa được đón chào người con từ Việt Nam trở về. Nhưng mà cô đã không còn nguyên vẹn, bây giờ chỉ còn là một hài cốt mà thôi. Mong rằng trong những giây phút nữa thì chúng tôi sẽ có những hình ảnh rõ ràng hơn trong cái việc đón tiếp này. Mong rằng tất cả quý vị khán giả hãy theo dõi cái buổi tường trình đặc biệt của chúng tôi. Ngồi im nghe có con chính chuệ. Bên cạnh Khánh Hoàng đó là nữ ca sĩ Tracy Phương Trinh, một người chị đỡ đầu, một người chị ngay những ngày đầu tiên mà Phi Nhung bước chân vào nghệ thuật đã giúp đỡ rất nhiều, đã cố vấn rất nhiều cho Phi Nhung. Phi Nhung rất là khao khát có một gia đình. Thì khi mà qua đây thấy Tracy có đầy đủ cha mẹ anh chị em thì Phi Nhung mong muốn được trở thành một thành viên trong gia đình. Và lúc đó Phi Nhung đã xin phép mẹ của Tracy nhận Phi Nhung làm con nuôi. Và từ đó Phi Nhung trở thành một người em, một người con trong gia đình. Cho nên đến giờ này Wendy gọi Tracy là dì, gọi mẹ Tracy là bà ngoại, và mẹ của Tracy là mẹ nuôi của Wendy. Cho nên cái tình nó rất là kháng khích. Và như hồi nãy Tracy có nói là 30 năm về trước thì Tracy khi mà lần đầu tiên đón Phi Nhung qua Cali và để đưa em vào con đường ca hát. Và ngày hôm nay mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ có mặt ở vị trường để mà đón cái cho cốt của em. Cho nên là không cái cảm xúc trong lúc này nó vừa đều buồn vừa đau. Trước mặt của quý vị trên hình ảnh này là một hình ảnh rất là đau buồn khi mà Wendy cùng với người cậu của mình đang có mặt tại Los Angeles, phi trường Los Angeles để mà đón tro cốt của mẹ của mình. Và bây giờ thì Khánh Hoàng xin nhường lời cho Wendy. Không biết cảm xúc của con khi trong khi chờ đợi cô chú Việt Hương đem tro cốt của mẹ mình ra, thì Khánh Hoàng biết rằng con rất là buồn trong những ngày vừa qua, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Con thật sự con không biết đang vui là mẹ về hay là đang buồn tại vì không được ôm. Con không biết con sẽ feel sao. Trong những ngày tháng vừa qua thì cái sự tình cảm mà khán giả dành cho Wendy rất là nhiều. Khánh Hoàng đọc những cái text, những comment của các khán giả trong các video clip dành cho Wendy rất là nhiều khi mà Wendy đã mất đi người mẹ yêu mến của mình. Thì không biết con có nhận được những cái tình thương đó từ khán giả, từ những người thân dành cho con hay không? Dạ con có nhiều lắm như vậy. Có nhiều người tới thăm mẹ mỗi ngày ở chùa nữa. Nên con thấy mọi người thương mẹ rất nhiều nên rất là hãnh diện cho mẹ. Và kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Khánh Hoàng đó là người cậu của Wendy, tức là anh của Phi Nhung. Trong những ngày tháng vừa qua thì có rất nhiều dư luận đó là Wendy ở đây, ở với ai, không có ai chăm sóc, ai lo. Đây kính thưa quý vị, đây là người cậu, có nghĩa là anh họ của Phi Nhung, có nghĩa là mẹ của Huy đây là chị ruột của mẹ Phi Nhung, cho nên cái mối quan hệ rất gần gũi. Và Huy đã thay cho Phi Nhung, đã chăm lo cho Wendy trong những thời gian mà Phi Nhung không có ở tại Mỹ. Xin Huy có thể chia sẻ với quý vị khán giả yêu mến Phi Nhung cái cảm xúc của Huy khi bây giờ như thế nào khi một người em của mình vừa mới ra đi. Cảm xúc của Huy thì hiện tại thì cũng rất là rung. Và mỗi lần là những lần trước Phi Nhung về thì là Huy là người đi đón, cho nên là cảm xúc bây giờ lần này nó lại khác. Không phải là đón Phi Nhung bằng xương bằng thịt mà đón bằng một cái
cái một cái khác, cho nên là cảm xúc bây giờ là thực sự là rất là buồn và cũng không biết nói gì hơn, thì mình chỉ mong đợi đến giây phút để đón Nhung về nhà, về dưới lại Wendy với gia đình để chắc cũng phải ôn lại một vài kỷ niệm ngày xưa thời còn lúc đi về đây, và bây giờ Nhung lại đã ra đi rồi, cho nên là thực sự là đang rất là buồn, trong thâm tâm rất là buồn. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy trên màn hình của quý vị, đây là những người sẽ đón cho cốt của Phi Nhung trong vài phút nữa thôi. Khánh Hoàng xin giới thiệu tới quý vị, bên cạnh đây đó là anh họ của Phi Nhung, có nghĩa là con của người dì của Phi Nhung, là người đã chăm lo cho bé Wendy trong thời gian mà Phi Nhung không có tại Hoa Kỳ. Đứng bên cạnh đó là người chị kết nghĩa, người chị nuôi rất gần gũi và thân thiết trong lúc mà Phi Nhung mới bước chân vào nghề từ Florida, đó là nữ ca sĩ Tracy Phương Trinh. Là bên cạnh đó là người dì Úc, có nghĩa là em của mẹ Phi Nhung, cũng đến đây để mà đón hài cốt của Phi Nhung. Con chào cô, xin cô có thể có một vài lời cho quý vị khán giả yêu mến Phi Nhung và quan tâm đến gia đình cũng như là những cái cuộc sống của Phi Nhung trong lúc sống, thưa cô. Dì không biết nói sao với con, chỉ đến đây để đón con thôi chứ gì, rất là nhớ con. Chị không biết nói gì hết, chị cầu mong cho con đi thanh thản. Như quý vị biết là trong thời gian mà Phi Nhung về Việt Nam, mà khi mà Huy là người anh họ của Phi Nhung chưa qua Mỹ, thì Wendy đã có một thời gian sống ở Florida và sống với những người dì của mình. Cho nên quý vị đừng nghe những thông tin sai lệch là con Phi Nhung ở bên Florida không ở với ai. Đây là những người dì mà lo cho Wendy khi mà Phi Nhung đi show hay là Phi Nhung không có ở tại Mỹ. Dạ, xin cho con biết pháp danh của thầy ạ. Sư tên là Thích Giác Châu, trụ trì Giác An Tịnh Xá. Thích Giác Châu đúng không ạ? Của Giác An Tịnh Xá đúng không ạ? Trong mấy ngày vừa qua thì có rất nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc là tại sao gia đình lại chọn tỉnh xá Giác An là nơi mà để hài cốt của nữ ca sĩ Phi Nhung trong tương lai sắp tới. Thì thầy có thể cho quý vị khán giả biết có thể là lúc sinh thời Phi Nhung và con của Phi Nhung, gia đình cũng sinh hoạt tại đây không, đúng không thưa thầy? Thưa anh là suy nghĩ đây là một nhân duyên trong cái nhà chùa Giác An tỉnh xá. Thì khi mà còn xin tiền á, thì Phi Nhung là người con nuôi của ông Nguyễn Mậu Quý, pháp danh Thiện Minh. Thì khi mà cha ruột của Tracy Phương Trinh á, qua đời á, thì coi như gia đình giờ Chư Tăng Ni ở trú xứ Giác An tỉnh xá lo tang lễ, cúng kiến tuần thất và gửi cái tro cốt của ông ở tại chùa. Do đó là một trong những nhân duyên mà tất cả gia đình điều sắp xếp cho gửi cái tro cốt như hình ảnh và cúng kiến tuần thất của Phi Nhung ở tại Giác An Tịnh Xá. Thưa anh. Càng dòng sông cho người ta không xuôi dòng trôi xa, để cho người ta nhìn lại, cho người ta nhìn lại ở đằng sau là tình em một cõi mơ. Đừng vội quá sông, sống sớm chưa kẻ chờ người trông, lòng em trăm sóng hai biết không, đằng xa mưa giông bóng nghe mấy dòng ngược vào trong đò ghe có bên hai có em dù dù trong.
lần qua là lạc nhau một bước trong đừng dội qua sông hai ơi đừng dội qua sông đừng dội qua sông sớm trưa kẻ chờ người trông lòng em trong sóng hai hai có biết không đằng xa mưa giông bóng nghe mấy dòng ngược vào trong đò ghe có bơm hai có em dù đục dù trong vẫn anh đó một bờ một thứ càng dòng sông cho người ta không xuôi dòng trôi xa để cho người ta nhìn lại cho người ta nhìn lại ở đằng sau là tình em. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ Khánh Hoàng đã về tới nhà của nữ ca sĩ Phi Nhung. Đây là ngôi nhà đã gắn bó với nữ ca sĩ Phi Nhung hơn 20 năm. Thì bây giờ hiện tại là tro cốt của nữ ca sĩ Phi Nhung đã về tới nhà rồi, để cho Phi Nhung có thể thăm lại căn nhà cũ của mình một lần cuối cùng. Rồi sau đó tro cốt của Phi Nhung sẽ được chuyển đến tịnh xá Giác An để mà có thể chuẩn bị cái nghi thức tang lễ vào ngày thứ ba ngay tại chùa Huệ Quang. Và hiện tại bây giờ thì trong gia đình đang có buổi cầu nguyện nhỏ ở trong gia đình để mà rước linh hồn cũng như là tro cốt của nữ ca sĩ Phi Nhung về thăm căn nhà của mình. Thì bây giờ tro cốt của Phi Nhung đang được chuyển lên xe và sẽ được chuyển về tịnh xá Giác An để mà có thể chuẩn bị làm nghi thức tang lễ vào ngày thứ ba này. Quý vị đang thấy hình ảnh của gia đình đang chuyển tro cốt của nữ ca sĩ Phi Nhung lên xe và bây giờ sẽ đến tịnh xá Giác An. Và Khánh Hoàng xin tạm dừng cái chương trình phóng sự đặc biệt ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị khán giả. Hy vọng rằng tất cả những hình ảnh vừa qua chúng tôi ghi nhận được trong buổi đón tiếp tro cốt của nữ ca sĩ Phi Nhung tại phi trường Los Angeles sẽ một phần nào giúp cho quý vị biết thêm cái thông tin về nữ ca sĩ Phi Nhung trong những cái giai đoạn mà trước khi tang lễ diễn ra. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chúc tất cả quý vị khán giả lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào. Và xin quý vị hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người thân yêu còn ở lại, cũng như là cho linh hồn của nữ ca sĩ Phi Nhung sớm về cõi Niết Bàn. Khánh Hoàng xin chào tạm biệt quý vị.